trân trọng kính chào quý khán giả đến với chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mark Phi Long. SBTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SBTN. Và thưa quý vị, chỉ còn một ngày nữa thôi là đến ngày 4 July, ngày lễ độc lập Hoa Kỳ. Hôm nay là ngày 3 tây tháng 7 năm 2013. Không biết anh Dũng đã mua bao nhiêu thùng pháo rồi. Kính chào Mark Phi Long và kính chào khán giả SBTN. Tôi thực sự ra là không bao giờ tôi mua pháo cả và không bao giờ tôi đốt pháo luôn. Thỉnh thoảng July 4th thì có chở vợ con đi coi bắn pháo bông, nhưng mà năm nay thì chắc là ở nhà coi cũng đã, bởi cũng gần Disneyland. Và năm nay được tin cho biết là Disneyland lần đầu tiên trong cái loạt mà gọi là July 4th, họ là họ sẽ bắn 7 ngày liên tục từ 1 tây tháng 7 cho tới 7 tây tháng 7, tức là bây giờ hôm nay là 3 tây rồi đúng không, là mấy tối hôm nay họ đã bắn rồi. Và cái thời gian bắn nó dài hơn. Thì quý vị nào ở gần Disneyland ở miền Nam California thì nếu biết thì may mắn là được coi cái này. Nhưng mà ngày gọi là lễ độc lập năm nay thì cũng có nhiều cái tin không có vui cho lắm. Sáng nay tôi nghe tin công ty bảo hiểm AAA, tức là chuyên về nghiên cứu về gọi là vấn đề xe cộ đấy, họ nói là năm nay ở California không, đó là cái nơi đông dân nhất đó, cái số người mà lái xe đi gọi là đi thăm bà con về nhà giảm khoảng 6%. Giá máy bay, vé máy bay tăng có một số hơi nơi tăng đến 30%. Cái đó là cái tin không vui. Nhưng mà có những cái tin vui khác, nhưng mà cũng vừa vui vừa không vui. Nhưng mà cái tin không vui nữa trong những ngày tới đó liên quan đến dầu hỏa như nào. Bởi vì hiện nay đang có cuộc khủng hoảng bên Ai Cập. Và cái tin kinh tế của Mỹ trong khi không được phục hồi mạnh như người ta mong muốn, nhưng vẫn đang phục hồi với cái mức độ chậm và có nhiều cái dấu hiệu khả quan. Và để biết được cái chuyện nó như thế nào, chúng ta phải coi những con số mà tài chính, đặc biệt là như số thị trường chứng khoán. Thì xin Long cho biết là thị trường chứng khoán hôm nay như thế nào, kinh tế hôm nay như thế nào. Thưa quý khán giả, vui buồn lẫn lộn, nhưng mà chắc chắn là hầu bao của chúng ta trong những ngày sắp tới hơi sẽ bị co lại một tí xíu. Vì lý do chúng ta sẽ đi đến cái phần đó. Và trước hết thì thưa quý vị, sáng ngày hôm nay chúng ta theo dõi tình hình thị trường như thế nào, nền kinh tế chúng ta trước mắt ra sao. Thưa quý vị, mặc dù là những các chỉ số về các công ty sản xuất ở Hoa Kỳ có tăng lên, và cũng như cái giá nhà tăng và cái số lượng bán xe tăng trong những ngày hôm vừa qua, như chúng tôi cũng đã đưa tin đến cho quý vị, nhưng ngày hôm qua thị trường chứng khoán lại có một con số sụt giảm. Số chỉ số Dow Jones xuống 42 điểm và Nasdaq xuống 1 điểm. Con số nó không có lớn, nhưng mà thưa quý vị, cái ngưỡng mà 15.000 vẫn chưa đạt được, 15.000 vẫn chưa quay được trở lại, đã đạt được rồi nhưng mà chưa quay được trở lại. Và cái chuyện mà chúng tôi nói rằng hầu bao chúng ta sẽ bị co cụm lại trong thời gian tới, và không biết là sẽ có nhiều hơn nữa hay không, vấn đề tùy thuộc theo tình hình ở Ai Cập. Thưa quý vị, những cái biến chuyển ở Ai Cập trong những ngày vừa qua, và sáng ngày hôm nay chúng tôi sẽ đưa vào những phần tin chi tiết liên quan đến tình hình Ai Cập, thì những diễn tiến ở đây đã khiến cho thị trường có cái là mất cái sự tin tưởng, và cái giá dầu thô đã tăng lên trên 100 đồng một thùng. Và theo các nhà kinh tế cho biết là nếu mà dầu thô nằm ở khoảng mức 90 đồng một thùng thì điều đó là cho thấy là một nền kinh tế ổn định và tăng trưởng. Trên 100 đồng có nghĩa rằng là đang có vấn đề. Và thưa quý vị, hôm nay là giá dầu thô đã lên trên 100 đồng. Và đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm ngoái. Vâng, kể từ tháng 9 năm ngoái. Điều này là rất là đáng nói. Và một cái chuyện nữa cũng rất là quan trọng, nhưng mà briefly, anh Dũng có thể briefly, rất là ngắn gọn cho mọi người biết về cái chuyện Obamacare. Obamacare, lát nữa chúng tôi sẽ đi phần chi tiết, nhưng mà báo cho quý vị biết là những quý vị nào làm ở những cái hãng mà nhỏ đó, mà chưa có bảo hiểm đó, thì trong năm 2014 cái luật Obamacare tạm thời không áp dụng trong một năm, tới năm 2015 mới áp dụng. Vì sao và sẽ áp dụng như thế nào chúng tôi sẽ cho quý vị biết trong phần tin chi tiết. Nghĩa là các cái điều khoản khác vẫn được áp dụng, riêng cái điều khoản mà cho các công ty nhỏ thì nó coi như là không có được thực hiện kỳ này. Thưa anh Long. Một cái tin khác trong thời gian gần đây, chúng ta cũng biết rằng là cái phong trào, cái khuynh hướng mà ăn gọi là ăn các thức ăn cho nó lành mạnh. Organic food đúng không? Organic food, vâng. Một trong những cái siêu thị mà bán những cái loại organic food đó rất nổi tiếng đó là Whole Food, thưa quý vị. Whole Food là nơi người ta đến để mà tìm những thức ăn lành mạnh, nhưng mà môi trường làm việc ở đây không có lành mạnh được như là những loại food mà họ bán. Lý do, thưa quý vị, ở tại tiểu bang New Mexico đã có một cái vụ kiện
ở đây thì bộ kiện nói rằng công ty này đã có những cái chính sách kỳ thị chủng tộc, đặc biệt kỳ thị những người nói tiếng Spanish, những công nhân mà nói tiếng thì cái chuyện này cũng rất là lạ. Điều Mexico là một nơi phải nói rằng là gần ngay biên giới của Mexico thì người gốc Mexico làm việc đây rất là nhiều, nhưng mà quý vị chúng ta cũng không nói được tại vì nó quá gần Arizona. Cho nên nói Arizona cũng giáp Mexico vậy. Thì ở đây thì những người nhân viên ở đây cho biết rằng là các công ty này đã có những cái chính sách rất là phân biệt đối xử với các công nhân người nói tiếng Spanish. Tôi phải nói rõ thêm chút xíu về cái chuyện này, nó không phải là kỳ thị ở cái chỗ là không bắt người ta làm nhiều hay là trả lương người ta ít hay là chửi bới gì nào, mà đây bị kỳ thị và bị thưa đó là bị kỳ thị là gì? Là những người công nhân gốc Hispanic này họ nói rằng họ bị cấm không được nói tiếng Spanish ở chỗ làm. À, đây nó là một vấn đề rất lớn. À, vì sao chúng tôi nhấn mạnh cái chuyện này? Chúng tôi chắc chắn có nhiều người Việt Nam đã ở trong tình trạng này. Chắc là trong tiệm nail. Ô, rất nhiều. Tiệm nail thì còn đỡ. Tiệm nail là bởi chủ Việt Nam. Một số người Việt Nam và một số người gốc Hispanic và thậm chí các sắc nhân khác khi đi làm cho những cái hãng hoặc những cái nơi mà chủ không phải là người đó, tức là chủ là người Anh, à, người Mỹ mà nói tiếng Anh, tức là chủ mà không biết một cái tiếng thiểu số. Tôi nói ví dụ chủ là người Mỹ mà trong đó công nhân Việt Nam đại đa số đi, mà ông chủ hay bà chủ không biết tiếng Việt, mà công nhân Việt Nam nói tiếng Việt, đã có một số hãng họ cấm rồi. À, họ cấm, họ không có ra bằng văn bản mà họ nói verbally, tức là nói bằng miệng hoặc là họ tỏ thái độ vậy. Ai những ai đi làm Việt Nam, đi làm Mỹ biết thì thời gian đầu sang đó, nhất là những vùng đông Việt Nam như vùng miền Nam California này, tôi thấy cái chuyện đó rất nhiều. Buổi trưa ăn cơm hay là đang lúc làm, nhiều khi tiếng Anh thì mình không đủ. Nó xin lỗi tiếng Anh mà đủ, chúng tôi đã đi làm chỗ khác rồi, chúng tôi không làm mấy cái chỗ đó. Đây là những chỗ mà assembly line, những cái tiệm may, những cái chỗ mà công việc có thể nói là low paying job, không có insurance luôn. Người Việt Nam mới sang, nghĩa là đi làm ban ngày, tối về, chịu khó đi học tiếng Anh. Chứ tiếng Anh chúng tôi chưa khác, đôi khi chúng tôi nói chúng tôi không diễn tả được, chúng tôi pha tiếng Việt với nhau cho đồng hương với nhau dễ hiểu. Thì những cái ông chủ Mỹ rất là khó chịu, hoặc là những supervisor Mỹ rất là khó chịu. Thì đây nó cũng là cái trường hợp mà xảy ra bên New Mexico này, nó không có lạ, nó rất là nhiều. Và ở bên California, nhưng mà buồn cười, ở khu huyện Tiểu An khác sao mà California có luật là khi mà quý vị có một số sắc dân thiểu số, cái vùng nào có đủ một cái số phần trăm đó, tôi nói ví dụ như 13% đi, thì phải cho người ta nói cái tiếng của bản xứ, tức là trong cái tài liệu văn bản á, đều có cái tiếng Việt hay là tiếng Spanish hay là tiếng Hoa đó, đại khái vậy. Thì đây nó là cái chuyện mà gặp rất là nhiều nhưng mà chưa có ai giải quyết. Lâu lâu thì lại có cái vụ lên, nhưng mà người Hispanic nên nhớ là họ mạnh lắm nha, họ thưa cái này thường thường là họ thắng. Người Việt Nam mình thì phần lớn thì chúng ta rất khó chịu chuyện này như vậy đó, trước thì chưa thấy ai thưa, nhưng mà ai là người Việt Nam mới qua Mỹ đi làm hãng Mỹ, tôi hiểu, tôi biết ít nhiều đều trải qua những tình trạng như thế này, tiếng lòng. Nhưng mà trong những cái chuyện mà ngôn ngữ này có một cái điểm tôi nói vấn đề hơi khác, một cũng liên quan đến chuyện ngôn ngữ, sống các vùng các nơi mà có nhiều cái sắc dân khác nhau, quý vị đi làm mà quý vị khai trong cái tờ giấy đi làm là chúng ta biết nói thêm một cái ngôn ngữ khác lại có nhiều điều lợi, lại được thêm lương, đặc biệt làm việc cho các cơ quan công quyền được thêm lương nếu quý vị nói thêm một cái thứ tiếng khác, có nghĩa là thay vì người ta phải mướn cái người interpreter thì có thể kêu quý vị ra nói chuyện trong cái việc này. Có một cái sự kiện xảy ra mà cũng rất là bất ngờ cho mọi người, chết và cái động cơ chính trị nằm đằng sau lưng đó như thế nào, cho chúng ta sẽ nghe, chúng ta sẽ phân tích trong ít giây phút tới đây. Đó là cái chuyện một trong những cái điểm quan trọng trong cái đạo luật cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama sẽ được coi như là hoãn lại thêm một năm nữa, và cái chuyện đó chi tiết như thế nào, anh Dũng có thể cho quý khán giả rõ ràng. Vâng, thưa quý vị, như tôi nói hồi nãy đó là đáng lý tới ngày 1 Tây tháng Giêng năm 2014 thì Obamacare sẽ có hiệu lực toàn bộ tất cả các điều khoản. Thế mà hôm qua Bộ Tài chánh của Mỹ cho biết là họ sẽ hoãn lại cái điều khoản mà yêu cầu các cái hãng mà mướn từ 50 nhân viên trở lên phải mua bảo hiểm, nếu không thì sẽ bị phạt, sẽ hoãn lại cái này. Họ không áp dụng mà đến năm 2015 mới áp dụng, bởi vì họ cần thêm một năm nữa để mà thông báo rõ ràng hơn cho các cái chủ hãng, cũng như là làm đơn giản hóa cái thủ tục áp dụng như thế nào. Bởi vì tới năm 2014 các công ty nào mà từ trên 50 nhân viên á, bắt buộc phải có bảo hiểm cho nhân viên, nếu không thì cái hãng nó bị phạt. Thì bây giờ các cái doanh nghiệp này nó đóng góp một cái thành phần rất là lớn trong cái nền kinh tế của Mỹ, bởi vì chúng ta cũng biết là ngoài những hãng lớn ra, kinh tế của Mỹ dựa vào cái doanh nghiệp nhỏ rất là nhiều.
ở doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa thì trên 100 người thì trên 50 người thì trước giờ người ta vẫn mua, hoặc là trên 200-300 người ta vẫn mua bảo hiểm cho nhân viên. Nhưng mà một số công ty đó khoảng 51-52 người thì người ta không có mua, hoặc là người ta chỉ cho làm part-time thôi. Thì người ta nói nếu mà bây giờ áp dụng cái này đó thì kẹt cho người ta quá, người ta bị phạt và người ta sẽ đi đến cái chỗ gì? Người ta sẽ một đó là lay off bớt nhân viên. Hai là người ta sẽ chuyển những nhân viên, một số nhân viên sang làm part-time thay vì làm full-time. Bởi part-time thì không phải mua bảo hiểm cho họ. Thì như vậy đó, cái người nhân viên đó sẽ bị thiệt. Và cái đó cũng có thể là nó vào cái gánh nặng của nền kinh tế của Mỹ. Đó là một chiều. Chiều thứ hai đó là người ta nói rằng là nếu mà làm như vậy đó, thì một số hãng ví dụ là đang 49 người, 50 người, họ định mướn thêm 3-4 người, nữa, họ cũng dám mướn. Bởi vì nếu mà mướn mà vượt qua con số 50 chúng tôi phải mua bảo hiểm ấy. Hết cho những người này, à, thành ra chúng tôi chỉ giữ khoảng 49, 48, 49, 50 tối đa thôi. Thì như vậy nó sẽ không tạo ra việc làm. Đó là cái lập luận của những người mà chống đối lại cái chuyện này. Mà đó là vì sao mà họ xin hoãn lại. Còn những người ủng hộ cái này thì họ bảo là thực ra thì mấy cái công ty này nó đã ổn định từ xưa giờ rồi. Nó chỉ có 50, 51, 52 lúc nào nó cứ đó vào. Người ta nếu có bị phạt một hai người thì không đáng kể. Đó là lập luận của cả hai bên, vậy mình không biết bên nào đúng bên nào sai. Nhưng mà có lẽ là bên Bộ Tài chánh là cái nơi mà áp dụng cái luật này, bởi vì chúng ta biết Bộ Tài chánh trong đó có Sở thuế. Sở thuế cuối năm mà nếu mà thấy mấy công ty nào mà không có mua bảo hiểm cho nhân viên thì chúng tôi cứ thấy tôi phạt thôi. Thì họ quyết định là họ hoãn lại một năm để mà áp dụng cái luật này, để sau khi có những cái gọi là hướng dẫn nó rõ ràng hơn thì cái này thì nó lại rơi vào những tiệm neo thì không bị. Tiệm neo người Việt Nam thì không bị, từ không dưới tới 50. 50. Không tới 50. Nhưng mà những cái hãng vừa vừa đó, hãng vừa vừa của người Việt Nam, thường thường người Việt Nam làm chủ những hãng đó, thì nó rõ ràng có ảnh hưởng. Hy vọng là mọi chuyện này nó sẽ được giải quyết trong năm tới. Nhưng mà cái điều quan trọng đó, là các cái chủ hãng mà khoảng 50 người đó, thì chúng ta có thêm một năm để nghỉ ngơi, không phải lo chuyện thuế, thưa anh Long. Thưa quý vị, trong lúc anh Dũng đang nói chuyện chúng...